Kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin chia sẻ tới các bạn về cách trồng những cây giống măng củ nhanh hiệu quả nhất các bạn nha. Khi tôi định hướng trồng những cây giống măng củ, tôi đã đào sẵn hốc đất và bắt đầu thả cây giống măng củ xuống để trồng. Tôi trồng lần lượt từng cây một. Tôi lấp kín bầu đất gốc cây giống măng củ và xoa mịn mặt đất gốc. Khi trồng xong, tôi tưới ẩm nước cho những gốc đất gốc cây măng củ. Đất nhanh bén rễ hơn và tôi trồng rất hiệu quả. Xin chào tạm biệt các bạn.